ok hello cả nhà nhé hello anh em à, buổi trưa nay thì uh, mình tranh thủ mình cập nhật thị trường mọi người tại vì tối nay mình khả năng là mình về muộn thì mình sẽ không không like được nếu mà về sớm thì mình sẽ zoom nhưng mà khả năng là hôm nay mình sẽ không zoom được ấy nên sẽ cập nhật thị trường trưa mọi người nhé mình đang tính nếu mà tối nay là mình tại vì mình có một chút việc ấy chào cả nhà chào anh hồng phước chào anh vịnh chào bạn duy chào anh tống việt dũng chào chị lan trần chào cô hoài chào chị thảo quỳnh chào anh dương về mặt bằng chung thì thị trường của chúng ta thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì nó cũng khá là tích cực phải không mọi người chúng ta nhìn qua một chút về thị trường thì chúng ta thấy rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chúng ta thì nó khá là tích cực hiện tại thì uh, hiện tại thì khi mà mình đang ngồi zoom và mình đang ngồi việt mọi người ấy, thì uh, bitcoin đang giao dịch quanh mức 34.700 đô thì uh, theo như cái cá nhân của mình thấy rằng đây sẽ là một cái tín hiệu khá là tích cực và trong cái gian tới thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái target mà chúng ta có thể hướng tới là vùng 37 cho vùng 38 ngàn Thực ra mình thì mình cũng không thay đổi về quan điểm về target của Bitcoin lắm Hiện tại thì mình vẫn đang view rằng trong tháng tới thì Bitcoin nó đẹp nhất nó sẽ đẩy lên vùng trên này Là khoảng vùng 37 cho 38 ngàn Hoặc là trừ cái trường hợp mà được đẩy nó quá mạnh thì nó mới có thể bứt phá lên vùng 40 ngàn Đấy là trừ cái trường hợp được đẩy nó mạnh nhé Thì nó bứt phá lên được Còn như cá nhân của mình thì thấy rằng cái vùng khoảng quanh 37, 38 này này Thì sẽ là cái target mà gần nhất và nó khả thi nhất mà chúng ta hướng tới nó sẽ ok hơn đấy thì thực ra thì sóng này thì uh, hiện tại mình vẫn giữ hàng thôi mình vẫn cầm ăn coi thì anh em có thể uh, tham khảo sau đó thì mọi người thì tính toán về cái danh mục đầu tư hiện tại thì an coi thì nó cũng đang bắt đầu dục dịch và cũng có những cái đồng coi nó đang tạo sóng đầy rồi thì chúng ta vẫn có thể cầm hàng được hiện tại xu hướng của an coi thì như cái cảm quan của mình nhìn thì nó cũng rất là tốt bitcoin thì uh, chúng ta ôm cũng được và anh em cầm ăn coi như mình thì vẫn ok thôi thì uh, kỳ vọng của mình là trong không quá xa nữa nếu mà đây là chân sóng thì chúng ta có thể mất chỉ một đến hai ngày nhé nếu mà tính từ chân sóng thì nó sẽ mất chỉ khoảng một đến hai ngày nó sẽ chạy và nó sẽ đẩy xong thôi còn chúng ta sẽ phải quan sát thêm thì khoảng một đến hai ngày thôi là nó sẽ đẩy được đạt được target tại vì thông thường thì những cái con sóng này nó sẽ đẩy khá là nhanh chứ nó sẽ không đẩy chậm khi mà nó bắt đầu vào chân sóng thì nó đẩy rất là nhanh tại vì sao mọi người biết tại vì sao mà thị trường nó sẽ phải đẩy nhanh không mọi người cũng biết tại vì sao mà thị trường nó phải đẩy nhanh không ạ Tại vì thời điểm này nhá, đa phần người chơi kiểu mọi người vẫn đang đứng nợ rồi chúng ta chờ cái sóng điều chỉnh rất là nhiều. Thì nếu như mà thị trường nó tạo được một cái phiên đẩy giá đẩy lên nhanh ấy thì sẽ khiến cho nhiều anh em bị nỡ tàu và khi mà nhiều anh nấp tàu ấy, và anh em ta nhìn thấy những cây liền xanh liên tục ấy thì cái tâm lý FOMO nó sẽ được kích hoạt. Thì sẽ khiến cho nhiều người chơi rất nhảy vào mua và FOMO. Thế là theo cá nhân của mình thì có có lẽ là chúng ta sẽ có một cái phiên đẩy mạnh mẽ của thị trường trong tháng tới. Ấy. Thì Ancoin nó sẽ bứt phá khoảng 20 cho 30% tùy đồng. Nó trung bình nó sẽ bứt phá được khoảng tầm 20%. Sẽ có những con nó bứt phá được khoảng 25 30%. Đấy thì cái đấy là cái plan và cái kịch bản của chúng ta nhé Thì mục tiêu chúng ta sẽ chinh phục cái nền giá khoảng 37 cho 38.000. Chào bạn sang. Ancoin liệu đã hết chưa hiếu không vào kịp vào lại đu ạ. Tầm này em vẫn giữ hàng thôi mọi người, tầm này em vẫn giữ hàng. Chờ trong khoảng 1 2 ngày tới nhé. Vài ngày tới tại vì em căn bản là nó nếu mà cái con sóng này con bo đốt nó đẩy thì là xong sóng. là kết thúc sóng. Mọi người thì không cần phải nhìn con nào, mọi người nhìn con bo đốt cho mình, con bo đốt mà nó đẩy lên tầm 5.5 là cát đào nhá. Con này là cái con mà nó sẽ thể hiện cái vị thế chung của thị trường. Đây, cái con bo đốt này này, nếu mà con này mà anh em thấy nó đẩy lên 1.5 thì chạy nhá. Nếu mà con này mà nó đẩy 1.5 là hết sóng đấy, là không đẩy được đâu. Đúng không ạ? Nếu mà con này đẩy đây thì cut out nhé mọi người nhé. Con này nào nó sẽ tính nó sẽ được thể hiện chung của thị trường trong thời điểm này. Thế nên là nếu mà bô có đốt mà nó chạy thì các đồng an coi khác thì khả năng nó cũng sẽ được chạy chung và nó sẽ chạy hoàn tất cái sóng này. Thì nếu mà nó đẩy lên được 5.5 thì con này sẽ tăng khoảng 20% nữa. Đấy, trung bình em đang tính là khoảng 20%, sẽ có những con nó chạy mạnh hơn được khoảng 30%. Hoặc là thậm chí có những con nó chạy mạnh hơn một chút nữa, nhưng mà em đang tính cái mức trung bình cho mọi người thôi là khoảng 20% hoặc là 25%. Ao toàn bộ hả em á, cái này thì em sẽ chưa em đang đang tính toán thêm, nên em cũng chưa thể nào mà em chắc chắn mọi người được. Nhưng mà cái kế hoạch của em sẽ là cao nào ít nhất là 70%, thậm chí là cao nào hết. thì cái này em sẽ phải chờ. thì trong nhóm của mình thì mọi người yên tâm tại vì khi mà mua hay là bán thì em sẽ chia sẻ cái cái việc mà hành động của em trong cái tài khoản của em. còn cái quyết định là ở mọi người nhé, cái quyết định là ở mọi người. còn em thì em sẽ chia sẻ về cái việc thời điểm đấy em sẽ hành động nào, em sẽ mua bán nào thì mọi người tham khảo. chào bạn thương hâu có đốt liệu ổn hay không anh nhá anh không tính hâu con đốt hâu kiểu cảm giác căng đấy mọi người con đốt nó sẽ đẩy lên 7.5 với cái sóng này đủ đốt sẽ đẩy lên 7.5 nhưng mà 5.5 thì khả năng chỉnh sóng bua đốt thậm chí sóng sau bua đốt có thể đẩy lên vùng cao hơn chứ nếu mà sóng này đẩy lên 5.5 có khi sóng sau nó phải đẩy lên tầm 9 đô được ý, chứ không phải là 7.5 nếu mà sóng này nó đẩy được lên lên tầm 5.5 thì sóng sau nó sẽ đẩy lên tầm 9 tầm 9 thì có thể kỳ vọng một cái target là khoảng tầm x2 được, 70% trăm x2 về con avocado này. Hâu thì mình đã chưa tính hâu anh em ạ. Sóng này thì mục tiêu là mình đang đang đánh cái sóng tăng thôi, đánh một cái sóng trung hạn này thôi chứ còn hâu thì hiện tại thì mình chưa hâu đâu mọi người. Thực ra là vùng giá này hâu được, em hỏi là có hâu được hay không thì hâu được rồi. Nhưng mà cái vấn đề là cái biên động và cái sự biến động nó sẽ mạnh mẽ ấy, nên anh sẽ chưa tính. Thì hôm qua ở trong cái buổi zoom ngày hôm qua thì mình chia sẻ với anh em rồi mà. Ở gần cái video cuối ngày hôm qua thì mình có chia sẻ về cái vấn đề là hâu rồi thì mình sẽ chưa chọn hầu ở thời điểm này đấy với mình thì mình sẽ chưa chọn nếu mà nó đẩy lên tầm 9 đô thì nên cắt đào anh em căn căn thứ nhất là nên đây cắt đào ra này sau đợi nó chỉnh lại về khoảng tầm 1.5 1.6 mua lại đánh một con sóng tăng lên đây mục tiêu sẽ đánh được sóng 70 trăm để x về con bố này thế nên là sóng này thì nó cũng không kéo dài lâu quá đâu nó không kéo dài sang năm sau đâu sau này nó chạy căng lắm là mình nghĩ là tầm cuối năm nay nó sẽ hoàn thành được với căn bản là cái tham minh của mình gần đây mình dự đoán nó đang bị lệch rất là có thể là nó đang bị chậm trễ hơn. Thì mình cảm thấy là cái tham minh mình đang dự đoán đợt gần đây nó bị trễ. Không biết là do vậy đợt này thị trường nó nó đẩy chậm hơn hay như nào nhưng mà mình cảm thấy nó đang bị trễ. Thế nên là có thể là mình cứ tính là trong cuối năm nay đi cho mọi người thoải mái với thời gian. Nhưng mà mình nghĩ là sóng này không đẩy lâu. Nếu mà nó đẩy sóng này trong một vài ngày tới thì căng lắm là nó mất cho anh em khoảng 30 ngày nữa nó sẽ đẩy lên được cùng 9 đô. Là cả tính cả sóng điều chỉnh sau nó đẩy lên ấy. là mất tầm 30 ngày là căng. Đấy từ đây về đây xong lại đẩy lại lên thì mất tầm 30 ngày không nhanh được mọi người muốn là tầm một hai tuần không thể trừ khi áp chen, trừ khi áp chen nó sẽ đẩy cho mọi người một mạch thậm chí là lên 30 đô luôn từ 5 đô đến 30 đô trong đúng một tuần thôi nhưng mà sóng này thì nó chưa phải áp chen nên chúng ta sẽ khó có thể đẩy nhanh được như vậy đúng không ạ wow, Bitcoin hình như là mới tăng đúng không? Bitcoin hình như là mới tăng lên tầm 35.000 đô một dịp nhỏ đúng không? À nó đang đẩy M5 thôi M5 thì kệ nó thôi anh em Nó biết có đang đẩy M5 Không sao anh em giữ đi nhá Tầm... Nhanh thôi mình cảm thấy là Sóng bô đốt nó sắp đẩy rồi Thực sự nhìn cái khung của bô đốt này Nó cảm giác nó muốn đẩy lắm rồi ý. Chỉ qua nó cứ bị trễ trễ thôi Chứ đúng ra là con này nó vào sóng pháo phiên đẩy rồi mà Nó đẩy một nhẹ một cái là lên tầm 5.5 5.7 đô ngay Thì trong mấy ngày tới mọi người sẽ chú ý ở trên TD nhé Nếu mà có gì mà cắt out được thì mình sẽ báo thì thông thường nếu mà cái điểm cắt ao đấy thì chúng ta sẽ có khoảng tầm uh, thông thường cái điểm cắt ao đấy thì chúng ta sẽ có khoảng tầm Một, uh, 1 2 bốn 4 ngày. Khoảng một ngày đấy, trong phạm vi một ngày chúng ta sẽ mọi người sẽ chú ý. Ý là khi mà nó đạt đỉnh xong ấy, thì chúng ta nếu mà anh em là không thoát kịp thì trong một ngày thì chúng ta vẫn có một cái phạm vi và có một cái điểm chốt nó cũng là cái vùng ok. Đấy. Thông, thông thường nó sẽ diễn ra trong vòng khoảng, khoảng tầm 12 tiếng thì chúng ta cắt ao được nên mình nghĩ là nếu mà sắp tới thì chúng đẩy lên thì thì chúng ta tìm điểm cắt ao ra thôi còn mình sợ là thời điểm đấy cộng đồng lại nhảy vào FOMO nhiều lắm mình sợ là sắp tới thị trường khả năng cộng đồng sẽ FOMO mạnh bây giờ thì chưa FOMO lắm đâu bây giờ ai cũng phân tích Bitcoin về 32 ngàn mình là một trong những người hiếm hoi phân tích Bitcoin tiếp tục tăng nhá có đa phần cộng đồng bây giờ đang phân tích Bitcoin về 32 ngàn rất là nhiều còn cách có nên cắt hay không con cách này nó đang sóng này anh em giữ cho mình mấy ngày đi. Anh em muốn chốt mà full sóng thì anh em bắt buộc anh phải chốt chung. Còn anh em chốt riêng xong cái nó đẩy tiếp. Kìa cả như con son hay con ninh sao cũng nó vẫn đẩy thôi. Kìa con nhiều con lắm, nói chung là anh em muốn chốt full sóng thì anh em phải chốt chung. Hay là con seno này nó vẫn đẩy, hôm nay nó vẫn đẩy. Còn không thì mọi người có thể cắt đau 5%, 10%. đấy cái kế hoạch của mình thì thường những con đẩy mạnh thì sẽ cắt đau 5% chuyển vào những con chưa đăng. Đúng không ạ? bây giờ nếu mà mình cầm con cách thì mình cũng sẽ cắt đau khoảng 5%. Sau đó mình sẽ mua những đồng coi khác. Còn bây giờ nó đang vào đẩy rồi thì có khi nó đẩy một mạch lên 2.6 luôn đấy là bình thường. Là vì nó được đẩy, đẩy trước mà, đẩy trước thì nó tạo ra nó có một cái khoảng sóng nó dài. Thì thông thường cá nhân của mình thì những con nó bay mạnh thì mình hay chốt 50% rồi chuyển qua những con nó chưa tăng ngay cũng được mà. Tại vì như ví dụ cái con này mà bây giờ con cách này bây giờ nó tăng tiếp cho mọi người lên trên vùng ha Ví dụ nó để cho mọi người khoảng 2.3 đô nó tăng khoảng 3% nữa thì mọi người chuyển sang những đồng an voi khác thì nó cũng có thể tăng được, cũng có thể tăng được cái mức khoảng 2 3% thì nó cũng tương đương mà. Đấy nếu không thì nó sẽ ok hơn thì mình thì hay mình hay đánh như vậy cá nhân của mình mình hay đánh như vậy sóng vừa rồi con cách nó cũng tụt sâu nhỉ nó tụt sâu này nhỉ sóng vừa rồi nó tụt công nhận tụt sâu nó giảm một mạch xuống đây thế là đốt lên 5 đô thì cân nhắc ao hết ăn coi hả em em đang tính là con đốt nó nên bơm sóng này bơm lên được khoảng 5.5 như cá nhân của em là đang tính là sóng này đốt lên được 5.5 nếu mà 5.5 thì có thể tính toán các đao ra đấy là cái kế hoạch của em sóng của Angoi bây giờ khá là tốt mọi người có thể giữ cả cá nhân của mình thấy là sóng của Angoi hiện tại rất là tốt Nếu mà Bitcoin nó đẩy lên khoảng tầm 37, 38 nó sẽ chỉnh về tầm 34 Nếu mà, nếu mà Bitcoin nó đẩy lên khoảng 37, 38 nó sẽ chỉnh về tầm 34 thì mua lại anh em nhé Chứ anh em chờ 32 mình cũng không biết nó có về được hay không Thực ra với mình kể Bitcoin về 32 thì bình thường chẳng sao cả Nhưng mà hôm mình đã phân tích tổng quan chung về thị trường khá là nhiều rồi Nên mình mình vẫn giữ hàng và mình thậm chí là mình còn khuyên anh em vào thêm chắc đẩy xong sóng này rồi điều chỉnh về 30 cuối năm anh em vào lại là đẹp gì ạ nếu mà đẩy xong thì mất khoảng một tuần thì vào lại đâu một tuần không nhỉ em căn xem mất một tuần không nào nếu mà đẩy xong sóng này thì chúng ta mất khoảng tầm 10 ngày 10 cho đến 12 ngày thì vào lại tầm đấy thôi nó đẩy nó chỉnh nó đẩy lên xong cái đấy. em nghĩ là mất khoảng tầm trên 10 ngày quanh quanh mức 10 ngày có thể là 13 ngày chẳng hạn đấy 10 đến 13 ngày thì chúng ta sẽ mua lại sóng nó đầy như thế thôi mọi người chứ còn nó mà lại tầm cuối năm thì lại lâu quá thường nó sẽ chỉnh tầm mất tầm khoảng tầm 10 ngày cho đến có thể kéo dài hơn tại vì sóng này nó đang bị trễ còn nếu mà đúng ra em sẽ tính cái sóng này cho mọi người là 10 ngày nhưng mà căn bản là cái tham minh lần này của em nó đang bị trễ thời gian này, em đang tính nó dây lên khoảng tầm 13 ngày thì nó mới chỉnh được thì nó chỉnh xong rồi chúng ta sẽ mua lại nó chỉnh thì nó chỉnh về 34 thôi anh em chỉnh làm sao mà chỉnh về được 30 30 em thấy nó hơi khó nhá nếu mà nó đẩy lên vùng trên ấy với cái xu hướng này mà bây giờ nó đẩy lên vùng 3738 nó sẽ không thể khó chỉnh về 32 lắm anh em anh em lại đợi nó về 32 thì lại nỡ tàu thôi nó không về được nó chỉ chỉnh cho mọi người về tầm 30 cùng nắm là về 335 đấy còn không thì nó chỉ về tầm uh, tầm uh... nếu không thì nó sẽ chỉ về tầm 335 làm sao về được anh em nó về thậm chí nó còn không về được 34 ấy anh em ạ. À. Thậm chí nó đã chỉ chỉnh cho anh em về khoảng tầm 34 năm thôi chứ không về được 34. Nó chỉ chỉnh về tầm 34 năm này thôi, anh em chờ 34 nó không về. Đấy. Thì sau đấy thì mục tiêu thì em vẫn hướng tới mọi người là trường hợp ok nhất thì chúng ta sẽ có một cái phiên tiếp tục băm Băm mùa thị trường mà Bitcoin có thể chinh phục cái nền giá là 45 ngàn thì đây sẽ là một cái kịch bản mà theo em thì nó sẽ là ok nhất và nó khá là đẹp nhất trong cái thời điểm này anh em mời tham khảo nhé đây là xu hướng của h 4 tầm này giữ hàng thôi anh em chào anh Tuân ạ. Hẹn lúc cả nhà nhé. Nói chung là đợt này côn kèo cũng ít mà anh em. Anh em nhìn trên cộng đồng bây giờ có côn kèo đâu. Tất nhiên là mọi người thỉnh thoảng mọi người nhìn thấy một vài cộng đồng người ta côn kèo hoặc người ta côn nửa vời thì không tính. Ví dụ các ông côn, các ông cứ côn là kiểu bà con này sau cải sập nót ở vùng giá này hoặc là không nói rõ là bà bao nhiêu phần trăm vốn ấy thì không được coi là côn kèo. Nó được gọi là côn kèo thôi nhưng mà nó không được coi là vào hàng có là đánh như vậy thì nó không phải là cái theo kiểu là côn hàng côn theo kiểu như em nó sẽ khác nhá nếu mà cái cái sự phong môn này côn kiểu côn như mình ấy đấy thì đấy mới là một cái còn bảo là côn kèo thỉnh thoảng có một vài đội nhóm người ta côn kèo sau đấy này côn kiểu đánh không rõ ràng ấy rồi trừ có khi nó tăng 5% cái có khi chốt 10% phần cái là chốt thì đấy không có với mình thì không được coi là côn kèo mà những cái đấy là những cái mà lúc nào trên thị trường nó cũng xảy ra kể cả sóng tăng hay sóng giảm thì nó vẫn xảy ra những cái điều như vậy khi nào mà mọi người nhìn thấy là đồng quan chung mà mọi người côn kèo rất là kinh ấy thì thời điểm đấy nó mới gọi là cái thời điểm mà côn kèo giống như cái thời điểm những cái thời điểm mà trong quá khứ ấy, nhiều cái bùng giá lắm. ngày xưa nhiều lúc mà mình cắt đau được ở cái nền giá đỉnh ấy thì cũng nằm dựa vào một phần là cộng đồng côn kèo quá mạnh đây là anh em này anh em cũng nhớ là ngày xưa gần đây nhất có một cái điểm là cái đoạn này không ạ mình có nói mọi người là cộng đồng bây giờ đi động côn kèo trước đấy thì chả thấy côn gì cũng nên vùng trên này ai cũng côn kèo sau đó thì thời điểm đấy mình có cắt đau đúng không ạ và trong quá khứ cũng có những cái điểm như vậy có rất là nhiều đoạn nhiều điểm của cộng đồng côn kèo như vậy thế nên là mình gì ạ mình cuối cùng là mình phải cắt out ra nhưng mà thời điểm này nếu mà mình đánh giá tổng quan chung của mình cộng đồng không côn kèo còn côn theo kiểu là thỉnh thoảng xuất hiện một vài đội nhóm côn mà họ côn không rõ ràng ấy thì với mình đấy không được coi là côn kèo theo kiểu là chính thống mà đấy là theo kiểu là đánh sóng hàng ngày thì lúc nào cũng có kể cả sóng tăng hay sóng giảm cái đấy là bình thường nhá mọi người nhé khi BTC chỉnh thì về 34 thì mình vào ăn coi hay ăn hay Bitcoin đúng không? Cái này em hôm nay em sẽ zoom định hướng mọi người nhé Bây giờ em sẽ hạn chế tại vì những cái video này em sẽ up lại lên nên em sẽ không chia sẻ ra bên ngoài nhiều nữa. Thì hôm nào mà zoom định hướng khi nào mà nếu mà nó sập thì em sẽ zoom mọi người để chúng ta sẽ tính toán về bắt nhá. Thì sóng này mọi người chờ đi, sóng này nó vẫn ok để cầm hàng và Mình như mình thấy nó cầm cầm vẫn rất là tốt anh em ạ. nó gọi là nó mới gọi là nhú lên thôi chứ còn nó cũng chưa có gì mà lên cao quá đâu nó bình thường thị trường thời điểm này bình thường đợt này anh em không tin anh em uh từ lướt qua các cộng đồng xem côn kèo cực ít luôn ấy côn theo kiểu là côn sớm nót vậy, côn theo kiểu là vốn ít hay hoặc là không rõ ràng ấy theo kiểu là nửa vời để nên cũng được nên thì cũng đúng mà xuống cũng đúng ấy nhưng cái côn kèo như em thì nó sẽ có đúng có sai rõ ràng nhá nhưng đa phần mọi người sẽ không côn như vậy thực ra là côn như em thì nó cũng không không nên tại vì nó sẽ có đúng có sai ăn à, thì cái việc mà đúng sai nó sẽ rõ ràng nhưng mà nếu mà đa phần các cộng đồng họ sẽ côn theo kiểu nửa vời hơn không rõ ràng ấy thì lên thì nó vẫn ok mà xuống vẫn ok nếu mà nhìn tổng quan chung thì tuần này em thấy không côn kèo Không côn kèo nhiều Hy vọng nó lên thật nó, nó mà không lên thì với mình thì cũng là bình thường thôi Tại vì với, với mình thì cho dù nó có xuống này thì nó vẫn lên Đây này, ví dụ cho mọi người nhá Trường hợp, ví dụ phân tích con Matic lại đi Hay con OB đi, con OB hôm đang đầy này Đây, con OB đây Ví dụ bây giờ nó có xuống lại đi thì nó cũng xuống lại vùng giá này thôi có gì đâu nó xuống xong rồi nó vẫn lên thôi có chả ảnh hưởng gì thì mình vẫn chốt được người ta kết cao hơn cái giá này còn không thì nó sẽ lên sau đó mới xuống đấy kịch bản nó sẽ là một trong hai cái này có nghĩa là cho dù nó xuống hay nó lên ngay thì nó vẫn đạt cái target này chỉ qua lúc mà nó xuống lên là chúng ta phải vững tâm lý để chúng ta giữ hàng thôi còn target nó vẫn đẩy lên trên này chỉ quan là nếu mà bây giờ thị trường mà nó xuống nhá nếu mà bây giờ thị trường nó xuống nhá lực đẩy nó sẽ không mạnh và theo như cái tính toán của mình nếu mà nó 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 điều chỉnh thời điểm này mà sau nó đẩy lên thì nó sẽ không tạo ra được một cái con sóng FOMO cho người chơi nhảy vào cuộc chơi trở lại có là những anh em rời bỏ cuộc chơi qua trở lại trường nó sẽ không đủ tại vì bước sóng nó quá ngắn mọi người bước sóng nó ngắn như vậy thì không đủ để người chơi cũ FOMO đâu mà muốn người chơi cũ FOMO ấy thì cái bước sóng nó phải dài và bước sóng nó phải dài thì nó phải đẩy lên trên này nó phải đẩy lên trên này thậm chí là 2.4 2.5 này Đấy, nó phải đẩy đến tầm trên này thì nó mới đủ cái sự mô Còn nếu mà đẩy đến tầm 1.7 thì theo như cá nhân của mình thì nó sẽ chưa đủ phong mô lắm Nó sẽ khó để nó mang cái dòng tiền từ người chơi cũ quay trở lại thị trường Thế nên là cá nhân của mình thì mình dự đoán là cái sóng sắp tới có thể nó sẽ tăng trưởng khá là tốt Trong cái năm tới nó có nhiều dữ liệu để mình phân tích nhiều khi mình phân tích thì nó sẽ dựa vào phân tích kỹ thuật rồi dựa vào nhiều yếu tố cảm quan riêng của mình nữa là nhiều cái dữ liệu mà người thấy mình đưa ra phân tích thì nó nó dựa vào kinh nghiệm khá là nhiều đúng không tầm này mà thị trường mà con OB này mà nó đẩy lên vùng trên nếu mà mắc sóng của nó đẩy lên 1.7 làm sao tạo ra form cho cộng đồng được anh em không thể cực kỳ khó cực kỳ khó để tạo ra một cái sự form cho người chơi cũ quay trở lại thị trường nó không đủ mà bây giờ muốn có con này mà bây giờ nó muốn tạo ra sự mô thực sự ấy nó phải bơm cho anh em lên vùng trên này Thậm chí nó bơm lên tầm 2.6 2.8 đô này Thì nó mới gọi là tạo ra một cái Sóng FOMO nó đủ mạnh Thì theo cá nhân của mình sẽ là như vậy Chứ còn đẩy lên tầm 1.7 1.8 thì mình nhìn thị trường nó còn chán Đấy là cá nhân của mình nhá Mình nhìn thị trường nó còn yếu Mình nhìn mình còn chẳng muốn quay trở lại thị trường Thì người chơi những người chơi mà họ rời bỏ thị trường Thì họ sẽ khó là hòng lòng họ người ta làm tiền vào lắm nhưng là cái bước sóng sắp tới thì mình nghĩ là nó cần phải đẩy mạnh thì nó mới băm được a à, nó mới nôi kéo cái dòng tiền từ người chơi cũ quay trở lại được mình nhìn qua một chút xem thị trường này có con nào đẩy không anh em, mấy con gác hôm nay vẫn đẩy đúng không? Sợ nhỉ? Mấy con đẩy nó bơm thế rồi mà vẫn vẫn đẩy chịu luôn, con gác nó bơm như thế rồi bên nó vẫn bơm. mình sẽ lướt qua một tí nhé Ủa, con này bơm mạnh nhỉ anh em nhỉ bơm cho anh em từ cái vùng dưới này có tầm 2 đô một tầm 2 đô một đô x5 rồi đây này con sóng Một đợt trước mình dự kiến với anh em nó sẽ có những con nó nhân 10 có vài con nhiều con nó sẽ có những cái con nó xuất hiện nó sẽ nhân 5 và nhân 10 thì bây giờ nó đang hiệu ứng rất là, nó đang đang phản ứng ánh ở trên thị trường rồi chỉ quan là chúng ta sẽ kiểu chúng ta kiểm soát chúng ta không phô mô thôi nếu mà sóng nó, nó bơm mạnh hôm nay thì có vài con nó bơm mạnh thôi còn mặt bằng chung thì nó cũng không bơm lắm chỉ có một vài con một vài con nó bơm còn lại sóng nó đang kiểu nó hồi phục trở lại thôi chủ yếu là sóng hiện tại nó đang đang hồi phục lại Đây, còn OLG cũng đẩy này, đẩy nhân hai rồi. Anh em giữ hàng thôi anh em, cắt out làm gì, tầm này giữ hàng thôi mọi người. lên giá này thì cả nó có xuống thì sau này nó vẫn bơm lên cho anh em biết nhất là tầm 50% nữa, kể cả nó, nếu mà nó có điều chỉnh xuống nó vẫn bơm lên tầm 50%. biết Bitcoin anh em bật lên này, bắt đầu nó lại đang có dấu hiệu chỉnh trở lại đấy. Nó cứ chạy như thế thì anh em chạy hết. Mình nói anh em là cứ phân tích anh em phân tích Bitcoin khung ngắn thế này chạy hết. Bật M30 nên nó bơm xong cả nó xả đúng bè nguyên. Này nó chạy sóng kiểu này thì chả chạy anh em nó bơm lên xong cái loại xả đúng về cái giá mà ở, ở trưa ấy này luôn nhìn sóng này có một người chơi kinh lắm người chơi có làm sao mà ai dám giữ hàng bơm lên cái loại tụt về ngay này nhưng mình thì nó không có giá trị lắm nói chung là với cái việc bitcoin nó bơm lên xong lại xả ngay này thì nó không có giá trị với mình lắm Mà theo như mình nó cần phải tạo ra những con sóng này Nó không có những con sóng này thì làm sao khiến cho anh em người chơi đứng ngoài được Đúng không? Nó phải tạo ra con sóng này thì mình khiến cho người chơi không dám vào hàng chứ Đứng ngoài không dám vào hàng Kiểu cảm giác là thì nó đã sỏ sải đến đỏ ghê ấy, đúng không? bật cái nến M30 nên lúc nãy còn tạo ra một cái nến Doji đúng không ạ? Lúc nãy nó còn mở một, một cái nến Doji gì ạ? Doji, một cái nến Doji đỏ đúng không ạ? Nó nhìn kinh chứ nhưng mà nó có giá trị không có giá trị với em thì nó không có giá trị nên anh em hạn chế nòng sót thôi mọi người nòng sót căng lắm thứ hai là tầm này cầm hàng thôi đẩy hai nữa thì bán nếu mà nó đẩy khoảng hai nữa thì bán tùy con có con đẩy được ba thuận hôm qua cô bảo à alpha đúng không mình căn bản là mình chơi trong thị trường này mình trải qua nến nó quá nhiều rồi nên mình kiểm soát mọi thứ nó tốt hơn mọi người nhưng nếu nhiều anh em mà bật màu năm lên anh em nhìn thấy nó ghê còn với mình mình nói luôn là nó không có chị nó làm thế này là cái việc mà đương nhiên nó phải tạo ra nó mà không tạo ra những cái nến như này thì cũng mà anh em có mà anh em vào hàng hết thì nó đầy làm sao được đúng không nó phải như thế nên nhiều anh em lại thấy bật mà 30 nên thầy nên rút cái nến Uzi anh em sợ không phải sợ mình giao dịch trao lến thì mình giao dịch từ 2017 2018 rồi mà chưa có vẻ là mình không đánh trao lến đâu chỉ qua là vấn đề giao dịch đến thì nó với mình giao dịch xác suất nó cũng không cao lắm nên mình không đánh mình đánh cũng được nhưng mà thường là cái xác suất đánh nến nó không cao nên mình bỏ bỏ đánh nến từ 2018 mình không đánh nữa rồi mình dùng có mấy tháng rồi đấy mình thấy nó không hiệu quả mình bỏ ngay Nó không hiệu quả với mình thôi còn có thể là anh em dùng được thì vẫn dùng nhá. Để chỉ qua là em nói nói thật là bây giờ em phân tích thuật em không dùng đến. Em bỏ từ 2018 rồi. Ngày xưa từ 2016 bắt đầu mình dùng 2016 à không, mình không nhớ chính xác nhưng mà mình nhớ là đến mình chỉ dùng khoảng tầm 8 tháng thôi là sau mình không dùng nữa. Không nhớ chính xác là cái thời gian mình bỏ là thời điểm nào. Cuối năm 2017 hay đầu năm 2018 ấy là mình không không dùng nữa. mình bây giờ mình đánh theo xu hướng nó nhiều hơn đánh theo xu hướng thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái cây đến này nó không bị tâm lý là xanh xanh đỏ đỏ ấy. nên bây giờ mình sẽ đánh theo cái xu hướng nó sẽ tốt hơn chặt lên vẫn tốt này xu hướng lên vẫn tốt này mục tiêu tiếp tục đẩy thôi an coi thì mình vẫn cầm nhá mọi người nhá Nướt qua một chút về an coi thì chắc là vẫn thế Hiếu ơi tính đỉnh của sóng là theo lến D hay là theo lến tuần ạ? Cái này thì cháu lại không hiểu lắm cơ Không biết là tính lến theo cô Hiếu nói nào Nhưng mà không, không thời gian nào nó cũng sẽ có đỉnh Đỉnh thì mọi người sẽ phải tính giá cao nhất và giá thấp nhất chứ Đây ví dụ đỉnh cao nhất của cái chu kỳ vừa rồi Nó là vùng trên này là khoảng tầm 70.000 đô Nó là giá cao nhất thôi Chứ nó không liên quan đến khung giá nào Giá thấp nhất của nó sẽ là cái giá bên dưới này Đáy nó sẽ là giá thấp nhất thôi Còn D1 thì nó vẫn như vậy hay là khung tuần nó vẫn như vậy Còn một ít đô chị vào ID có ổn hay không? Nếu mà chị còn một ít thì chị vào cũng được Và ID còn ai ghét cũng được chia ra Cái ai ghét em thấy sóng ổn đấy Nhiều con bây giờ sóng ổn lắm ấy Chứ không phải riêng hai con này Thật bây giờ nhiều con sóng ổn lắm Chứ không không chỉ riêng hai con này đâu còn ai ghét nào Nhiều con lắm bây giờ rất nhiều con Bây giờ sóng chặt của nó rất là đẹp thì nó tăng cái con seno nó bơm ghê nhỉ nó vẫn tiếp tục bơm sợ con đấy có khi nó bơm lên vùng 7x cho mà xem tám bảy bảy năm cho mà xem nếu mà nó lên con 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 seno nó lên 75 mình sẽ không giữ nữa thôi bán 75 năm nó bơm cao quá rồi chuyển sang con khác đầy con bây giờ đang ở vùng mua tốt anh em con ai ghét được này hai sóng này nó phải bơm lên trên này khoảng 7 đô sóng này nó phải bơm lên tầm 7 đô anh em vào ai ai cũng được sóng đang sóng đẩy đấy anh em chia ra là con này cũng được này anh em bơm ba phần con này có khi đẩy lên được tầm nếu mà được mạnh nó đẩy lên được tầm 8 đô ấy nhưng mà mình nghĩ là gần nhất là khả thi nhất nó sẽ là tầm 7 đô sóng khá tốt để đẩy với con này nhiều con bê sóng đẹp lắm kiểu OB b sóng vẫn là sóng đẹp OB giá này vào vẫn ok Còn ARB mày nó tiếp tục đẩy vượt đỉnh đấy mọi người. ARB mai tiếp tục đẩy vượt đỉnh này, đang target con này đẩy lên tầm trên. Nó xuống nhanh đến lúc nó hồi cũng hồi nhanh mà anh em. Đây nhá. Mọi người nhìn thấy nó xuống rất là nhanh đúng không? Đến lúc hồi nó còn vượt qua cả cái sóng xuống luôn đấy. Nó còn hồi vượt qua đỉnh luôn này. Đây. Xuống thì mất bao lâu đây đúng không ạ? Thời gian rất là dài. Thế lúc nó hồi nó hồi nhanh hơn. Bước sóng của nó nhanh hơn. Con BRB đẩy... À, con... Ai ghét đẩy mắc sóng nên lên bao nhiêu ạ? À? Đẩy mắc sóng thì phải chốt chung mọi người. Còn nếu mà ta ghét theo sóng đẩy này. Thì nó sẽ đẩy lên được khoảng 7 đô. Ta ghét cả thi. Nó sẽ đẩy lên vượt qua 7 đô được. Còn mắc sóng thì... Khó lắm mọi người. Mắc sóng thì nó như con... Uh, như con, uh, con... Con... Con gì nhỉ? Con gát này thì em chịu. Hoặc là con son. Nó đẩy như vậy thì chịu em nghĩ, em nghĩ là nếu mà đẩy lên tầm 7, 7 đô là trong khả năng vượt qua 7 đô là khả năng. Với ai nhét nó đẩy lên 7 đô là dễ. Nhưng bây giờ nếu mà bảo mắc sóng thì cũng rất là khó đúng không? Tại vì mọi người nhìn này con ai nhét này, à con gác này nó bơm rất là mạnh. Nó bơm tận nhân 5 mà, làm sao mình chúng ta biết được đúng không? Cùng nắm là tính nó nhân 2 đã là là kinh lắm rồi Là nó bơm từ 2 đô nó bơm lên tầm 4 đô kinh lắm rồi nhưng mà nó bơm nhân 5. Đấy, nên cái này thì em cũng thì hướng tới là cái target nó khả thi nhất nó sẽ là 7 độ. còn nó bơm mạnh quá thì có thể vượt qua tất cả các target để nó 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 lên lên cao hơn à còn ARB đúng không ạ ARB em đang hướng tới là 1.3 ARB đang hướng tới là tầm 1.3 anh em ạ sóng của ARB nó cũng đang tốt em đang view là 1.3 là đầy được con đấy mọi người có thể căn căn khoảng tầm 1.3 ba tầm một chấm ba nghĩ là trong trong phạm vi nó đầy được đấy ok rb em vẫn giữ đợt này các bạn mình đợt vừa rồi mình lại phân bổ thêm một vài đồng coi nữa mình cắt bớt một số con sang mình ôm một số con mới thành ra là bây giờ mình danh mục mình ôm khá là nhiều coi giờ mình ôm nhiều coi trong tài khoản lắm hiểu lỗi nó trung bình được ấy đấy còn nếu mà anh em ôm tầm hai ba đồng thì anh em áp lực hơn mình Nếu mà bắt được đúng cái sóng này thì sau này giao dịch sẽ rất là dễ luôn đấy mọi người. Mình chỉ cần bắt được súng đúng một cái sóng đầu tiên thôi thì gần như là cái quá trình giao dịch của mình sẽ rất là dễ. Mình đang chờ cái sóng cuối năm nay rất là lâu rồi mà nó phải đến bây giờ bắt đầu nó mới đang dục dịch. Nếu mà nó chạy được cái sóng này thì cái quá trình giao dịch của chúng ta từ bây giờ cho đến một cái mùa sóng thì mình theo mình là nó nó sẽ nó sẽ theo một cái hướng mà rất là tích cực theo như cá nhân của mình thì mình đang thấy như vậy có thể nhân được nhiều lần từ cái cái thời điểm mà đánh xong một con sóng này nếu mà nó hoàn thành cái sóng cuối năm này thì mình cũng sẽ hoạt động ít hơn mình sẽ tập trung vào nhóm của mình mình sẽ hoạt động ít hơn tại vì mình đợt này mình cũng đang chán làm cộng đồng ấy mình cũng đang chán nên mình sắp tới có thể mình sẽ đánh nốt con sòng cuối năm này k3 mua theo hiếu giờ cũng ổn à? vâng k3 vẫn giữ được mà con k3 sóng của nó vẫn vẫn sóng tốt mà mọi người con k3 sóng ổn đấy con này vẫn sóng đẩy đấy bây giờ mua cũng được k3 bây giờ mua vẫn tốt k3 vẫn giữ được nhé mọi người nhé tầm target 0.8 với k3 anh em mà mua có thể target trong khoảng 0.8 trên 0.8 một tí K3 cầm được, cầm khá là ổn. Giá này mua vẫn được. Còn ACA đúng không? Còn ACA em nhớ là nó, nó, tăng khoảng 20 hay là 20 30% so với NC em đưa mọi người ấy đúng không? Xem nào. Asia được đợt trước em bảo mọi người mua là khoảng quanh 0.5 đúng không? Quanh tầm tầm này này. Thì nó đẩy cao nhất là được khoảng 20%, con này vẫn giữ được, sóng H4 nó vẫn đẩy. Mọi người vẫn giữ con này được. Con này em nghĩ là cứ giữ thôi mọi người. Vẫn ôm được mà. Con này em có ôm một phần ít, con này em không ôm nhiều, em em ôm một ít thôi. Hôm đấy cắt con gì sang em ôm con này em không nhớ Hình như là hôm đấy cắt con uh, Linh, con son hay sao thì Em sang ôm con này Ôm mấy con mà em có ôm mấy con Con ATA đúng không ạ Còn ATA để anh giữ đi Sóng của nó vẫn tăng sóng tăng đấy Con này anh vẫn giữ được này Như em thấy là sóng của con này vẫn ổn để cầm Vẫn khá là ok để cầm con này Bơm, bơm được con này vẫn bơm được Cầm cho em khoảng Nếu mà nó tăng được khoảng 20% nữa thì ok Tầm đấy Ok buổi trưa nay thì uh... Con cách nhiều Lên nhiều có lên cắt hay không anh À đây, đây, là anh hỏi ở trên đúng không Máy tính của mình nó đang bị lag hay sao ấy Nó không nhìn được Theo hiếu được con ADA giảm mấy thì chốt ra được hả? Còn, Con ADA em bán nhưng em không có kế hoạch chốt con đấy Em mấy hôm nay cũng không, không thấy nó cũng có tăng một chút Nhưng mà em không có kế hoạch chốt Từ khi là bơm mạnh cơ còn nó cứ bơm dần dần nên em không chốt đâu đấy em nói, nói, thật là nếu mà nó cứ bơm dần dần nên em chịu em không chốt thì em đã chốt chung đấy chứ còn bây giờ nó mới mới bơm kiểu nó cứ dần dần nó nhích lên một tí như này con này giữ thôi em vẫn giữ thôi mà người nó chưa nhích nếu mà nó nhích mạnh nó nhích hẳn lên vùng trên này này nào khoảng không 38 ba tám đi nếu mà hôm trước mà nó không nhích lên trước thì nó thì bơm lên không chấm ba sáu rồi còn bây giờ tầm này có thể nó nhích lên không 38 ba tám được Đấy, tầm đấy, nhưng mà em không order con này đâu, em cũng không, không có kế hoạch bán con này, ADA em có cầm Ok Buổi trưa lại, là... à buổi uh chiều nay thì mình sẽ cập nhật thị trường mọi người một chút như vậy nhé. Mọi người nát nữa anh em nào vào sau thì mọi người có thể uh, xem lại nhé mọi người nhé. Bye mọi người.